Đây là chương trình Siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio và Mộng Lan. Đây là chương trình Siêu âm tiếng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio cùng Mộng Lan. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, xin chào cô Mộng Lan, xin chào tất cả quý cô ông bà, anh chị em đang lắng xem và theo dõi. Lời nói đầu tiên ngày hôm nay thì Mộng Lan xin phép quý khán thính giả để được cảm ơn đến một người em tinh thần của Mộng Lan, đó là Đỗ Minh Dũng. À, ngày xưa bên Việt Nam đó em là director của những cái chương trình game show quý vị, và em rất giỏi về cái vấn đề mà quay hình. Cho nên nếu mà quý khán thính giả mà thấy những cái chương trình mà em quay đó, từ tình ca muôn thuở đến nhạc tình thế giới, Mộng Lan vẫn thực hiện trên những cái đài TV Việt Nam, thì quý vị cũng thấy là em quay rất đẹp. Và ngày xưa lúc Mộng Lan còn tổ chức những cái show đó thì em quay, thưa với quý khán thính giả, là với chỉ có 4 năm mấy thôi mà em quay một cái production rất là đẹp. Quý vị nào mà sắp làm đám cưới mà, hay là quý vị có những cái tiệc vui, hay là quý vị làm lễ mừng thượng thọ, bất cứ một cái tiệc vui nào, quý vị gọi Đỗ Minh Dũng đến quý vị để nói em quay cho quý vị sẽ rất là hài lòng. Cái ánh sáng mà ngày xưa mà Đỗ Minh Dũng quay cho Mộng Lan ở trong Sài Gòn Performing Arts Center đó, quý vị có tưởng tượng, quý vị tưởng rằng đó là một ekip mà cameraman cùng với lại tất cả những cái equipment mắc tiền. Nhưng mà thưa với quý khán giả, chỉ là một mình Đỗ Minh Dũng và 4 năm cái camera em setup thưa quý vị. Có một vài người đứng để mà canh cái camera cho em. Số điện thoại của Đỗ Minh Dũng có trên màn hình, quý vị có thể gọi cho Đỗ Minh Dũng để mà em có thể quay cho quý vị những cái clip rất là đẹp. Ngoài ra quý anh chị nào mà nghệ sĩ mà muốn quay những cái clip mà hát mà đẹp đó, thì Đỗ Minh Dũng cũng quay cho quý anh chị mà cái giá tiền rất là phải chăng, quay professional mà giá tiền rất là phải chăng thưa quý vị. Cái số điện thoại một lần nữa ở trên màn hình quý vị có thể gọi, save cái số điện thoại của Đỗ Minh Dũng ở trong cái điện thoại của quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn thầy đã cho Mộng Lan một vài giây phút để mà giới thiệu đến Đỗ Minh Dũng. Chắc thầy cũng thích cái cách Đỗ Minh Dũng quay phim lắm phải không thưa thầy? Thưa cô Mộng Lan, chẳng những vậy mà phải nói rằng Đỗ Minh Dũng thật sự tuổi trẻ tài cao, rất là yêu nghề, làm việc coi như là hết lương tâm và nghề nghiệp. Em cũng có một cái tấm lòng mà tôi đã thích, là bởi vì cái phần tâm linh rất là cao. Em đi Ấn Độ rồi nè, đi bái Phật, chim Nepal, bái dạ. Phật Nepal rồi nè, em đi Thái, đi Campuchia, Sri Lanka gì. Cái chỗ nào mà thờ phụng nghiêm chỉnh đâu đó đàng hoàng, em bỏ hết tấm lòng coi như là của em lên để mà coi như là chiêm bái đấng tối cao bề trên. Nhưng mà bây giờ cái thời của em nó cũng đang tới, tôi tin rằng sớm muộn em sẽ được làm coi như là million nè. Yeah. Nó là như vậy. Bởi cái thời của em nó đang đi lên. Yeah. Nó là như vậy. Thì xin thưa với quý khán thính giả, nhất là quý anh chị nghệ sĩ đó, quý vị nhiều khi đó mơ một cái chương trình thiệt là đẹp mà quý vị quay ở Sài Gòn Performing Arts Center mà quý vị không biết người nào quay đẹp cho quý vị, mà nếu mà thật sự mà quay đẹp thì tốn đến cả 5,000-6,000 đô la thưa với quý khán thính giả. Quý vị cứ gọi cho Đỗ Minh Dũng đi, tất cả các anh chị em nghệ sĩ mà muốn có một cái show đẹp, quay thật là đẹp thì quý vị hãy gọi cho Đỗ Minh Dũng. Là tại vì Mộng Lan xin thưa với quý vị là em quay rất là tài tình thưa với quý vị, vì em bên Việt Nam em là director nhưng mà qua bên này em không có cơ hội, cho nên suốt ngày cứ cầm cái máy cameraman, cầm cái máy camera đi quay lung tung, không có đúng với cái khả năng và cái tài của em. Mộng Lan cũng rất là buồn, nhưng mà chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio có chấm cho em một cái lá số tử vi nói rằng là từ giờ trở đi là em chỉ có đi lên mà thôi, nhưng mà chính em phải là cái người lựa chọn và đúng cái quyết định của mình để mà em không có bị make một cái decision mà sai thưa quý vị. Số điện thoại một lần nữa ở trên màn hình, quý vị nhớ giữ cái số điện thoại của Đỗ Minh Dũng ở trong cái phone của quý vị nha quý vị, và mong là quý vị sẽ gọi cho em trong bất cứ dịp vui nào, ra mắt CD hoặc là bất cứ một cái dịp vui nào quý vị có, hay là quay một cái bài hát nào mà quý vị thích đó, thì quý vị có thể gọi cho Đỗ Minh Dũng. Cảm ơn quý vị. Thưa thầy, Mộng Lan muốn xin phép để được hỏi thầy về cái vấn đề đó là
năm 2020 là năm Canh Tý, thì có một số quý vị mà tuổi Tý không cần biết Giáp Tý, Mậu Tý hay là Nhâm Tý cái gì đó, quý vị đều nói là ô năm sau là năm tuổi của tôi. Cái chuyện này đâu có đúng không thầy? Tại Mậu Lan nghe thầy nói là hình như là 60 năm mới trở lại cái đúng cái tuổi của mình, chẳng hạn như người nào Canh Tý thì năm nay mới là năm tuổi, còn Giáp Tý, Nhâm Tý hay là Bính Tý hay gì là đâu có phải là năm tuổi, phải không thầy? Thưa cô Mậu Lan, rất là đúng, là bởi vì cái đó là cái bài bản nằm trên sách vở. Cái đó nó nằm ở trên lục thập hoa giáp. Đó, coi như là về vấn đề phạm vi, mình chào đời cái năm Canh Tý thì nó phải hết một bận của nó, coi như là 60 năm. Dạ, coi như 60 năm. Xong rồi, 60 năm á, là coi như mới vừa hết một vòng à. Người đó phải đúng 61 tuổi nó mới trở lại cái năm Canh Tý. Đó, coi như mà khi mà đã đến cái năm Canh Tý là coi như là chu kỳ 2, thì đó mới đúng là năm tuổi của mình. Năm đó giống như mà đất trời đã tái sanh cho mình, bắt đầu là chu kỳ 2. Mà không phải năm tuổi ai cũng xui hết đâu, quý vị nên nhớ nha. Kêu bằng á, cái đức hạnh của người đó, cái cung của cái người đó, của cái chào đời lần đầu mà nó tốt, đến cái năm tuổi của nó không có bị những cái ngôi sao xấu nó xâm phạm, người ta vẫn tốt, người thành công về nhà đất nè, người thành công về trên hôn sự nè, người thành công về mua bán vàng, nói chung tất cả những gì vân vân và vân vân. Còn khi mà bắt đầu á, cái cung của người đó nó cũng năm Canh Tý, nhưng mà trái trở lại nó ăn ở trong những cái sự mà những cái cung xấu, rồi bắt đầu nó chưa đến năm Canh Tý đã trái rồi, chứ đâu có phải chờ tới năm tuổi nó mới xui đâu. Cái đó chẳng hạn như là gì đó chị, 49 bước qua 53 bước lại gì đó, phong thầy. Thật sự cái đó nó cũng là bài bản, với lại là tam tai tứ tiệt tam nương sát chủ đồ. Trời ơi, già hàm lẻo mép, tôi nói thật sự. Khi cái đó là cái lối sách xưa. Tôi nói không phải tôi chê tất cả các thầy đi trước, đánh một cái ví dụ đi. Có một ông thầy hồi thở xa xưa, ổng dạy cho cái em bé nhỏ đó ở trường làng tờ IT sắc tí. Đó, tờ IT nặng tỷ, bài bản chỉ có lớp 1 à. Đó, rồi bắt đầu 20 năm sau, nó ở Mỹ nó về. Nó trả bài lại cho thầy nó dạy lại cho thầy nó. Thầy nó, tao là thầy của thầy là thầy của trò. Thầy con nhớ là cái tờ IT, thầy ơi bây giờ đó là coi như là nó khác lớp rồi, thầy là thầy của năm xưa, còn bây giờ thầy phải học lại con nè. Đó, nó khác nhau với cái trình độ, cho nên những người còn nô lệ nè, tam tai, tam nương, sát chủ theo giống như ở trên lịch mà bắt đầu là chỉ dẫn tất cả những gì ở trên đó, nó đúng, nhưng mà trật lỡ cái chỗ nào, ngày đó tam nương Tào Tháo rượt rồi bắt đầu ngồi đó gồng mình vậy hả? Ngày cái giờ tốt, mình làm việc tốt, cái giờ xấu là biểu tượng của những sự là gì? Giờ xấu là săn bắn, đập phá, câu bắt, đào bới xới rễ, đó, sát hại. Con người có lao động thì mới có sự sống ngày mai. Còn giờ đó tốt thì mình phải làm gì? Đánh bài thì có cơ may, cá độ cũng có cơ may. Cái thì giờ đó tốt thì thôi, thì giờ tốt đó mình nựng vợ, mình nựng con, mình ăn, mình hưởng, mình enjoy cho cái cơ thể của mình để mà nó xanh sôi nảy nở, mình mới có sức lực để mình lao động cho ngày mai. Đó, cái giờ đó cái giờ tốt mà cứ đem vẫn còn cầm cày cầm cuốc hoài, rồi bắt đầu như vậy là người đó chưa có biết sống. Đó, giờ tốt thì mình cúng kính, thờ lạy cầu phước, làm và suy nghĩ về những điều tốt. Tôi đã từng nói mà, đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Nó là như vậy. Cứ nói ô giờ này xấu lắm, không nên làm. Làm cho tôi, con cá đó chịu cắn câu là con cá đó nó chết. Đó, tại cái giờ xấu mày ăn câu là mày chết là phải rồi. Còn cái thì giờ đó, thì giờ xấu đem vàng ra cá độ vô sòng bài là mày phá sản là đúng rồi. Cái giờ đó rất là xấu, vợ nhịn chút, chồng nhịn chút, cửa nhà im ấm. Vợ nóng lên, vợ đập cái chén, chồng đập cái tô. Vợ tức quá, vợ đập cái nồi, chồng đập luôn cái ảng. Rồi lát cái mỗi đứa một góc. Đó, tại vì cái giờ đó xấu là cái giờ đập phá mà cứ cãi nhau. Bên này nóng, bên kia nóng. Hai cái nóng gặp lại thành cái trái nhà. Đó, cho nên cái thì giờ đó nó xấu, mình phải biết làm cái gì. Giờ đó tốt, mình phải biết làm cái gì. Cái múi giờ gọi là thập nhị thời thần. Đó, 12 giờ nhưng mà trong đó nó là 24 tiếng giờ. Thì giờ nào cũng tốt mà giờ nào cũng xấu, nó xấu cho chuyện gì, nó tốt cho chuyện gì. Còn quay trở lại về vấn đề phạm vi, cái năm Canh Tý hồi nãy, sắp tới đây, coi như là
tôi nói à, cô có thể cho tôi mô tả sơ sơ về vấn đề cái năm Canh Tý. Năm Kỷ Hợi là năm Hỏa Thiên Đại Hữu, là sự tư hữu giàu có. Năm Canh Tý biểu tượng cho trong dạng vật, đó là lôi thủy giải. Giải là có nghĩa rằng, có nghĩa cái năm vừa rồi ai mà mua may bán đắt nhiều quá, ôm đồm rất là nhiều hàng hóa, tất cả những gì trong năm Canh Tý mà không chuẩn bị giải quyết cho nó xong là lỗ, coi như là té ngửa hết tất cả mọi sự. Trong công việc, sự kiện, tất cả những gì mà mình không giải quyết trong năm Canh Tý thì mình không có cơ hội. Đó, tại sao gọi là lôi thủy giải? Cái chữ canh biểu tượng cho quẻ lôi. Đó, chữ tý biểu tượng cho quẻ khảm. Chính vì lẽ đó gọi là lôi thủy giải. Trong dạng vật, sấm sét từ trên đánh xuống lòng sông, đánh xuống ao hồ thì nước phải văng tung tóe. Đó, ví dụ như nhà nào cất chưa xong nè, phải tranh thủ cất cho xong. Tại vì trong căn nhà mà quý vị cất 3 năm trời mà không xong, cái nhà đó làm ăn không nổi chổi đâu không vậy. Dù số của người đó tốt cho đến đâu, đóng một chiếc ghe, trong vòng 3 năm mà một cái chiếc ghe đó chưa hạ thủy, chiếc ghe đó đi ra thế nào cũng chìm. Đó, cất một căn nhà trong vòng 3 năm mà mái ngói lợp vẫn chưa xong, sơn phết chưa xong, coi như là chưa có xong trong vòng 3 năm đó. Đó, cho nên là căn nhà đó nó không có duyên, có ở có làm ăn cái gì cũng tàn gia bại sản, tàn di tru lục, đó là như vậy. Đó, cho nên ông bà mình có cái câu ngày xưa rất là đúng, lấy vợ lấy chồng với nhau 3 năm vô tử bất thành thê. Đó, lấy nhau 3 năm mà không có con thì không có phải là số vợ chồng nữa, nó là như vậy. Thì trong cái năm Canh Tý chẳng hạn có con nhưng mà sảy thai thì không sao, tính là vợ chồng không sao. Cái gì cái đã thì có một có cái da đã có một cái mầm phôi, đã có một cái hạt đậu, đã có một cái phôi thai trong bụng, dù cái phôi thai đó nó không được trọn vẹn thì vẫn là vợ chồng. Đó, còn lấy nhau trong vòng 3 năm mà không đậu thai không gì hết, cho nên mới nói là cây độc không trái, gái độc không con. Đó, thì cái đó là nói theo cái luận ngữ của ông bà già xưa. Chứ còn ngày hôm nay là phải đi check lại ở bác sĩ coi cái tử cung nó quá lạnh nó cũng không có con. Mà cái tử cung nó nóng quá nó cũng không thể có con. Cái thận người đàn ông tinh trùng nó lạnh quá nó cũng không thể phát triển, mà nó nóng quá nó cũng không có thể phát triển. Rồi cái người đàn ông đó trước khi muốn có con mà không có chịu gìn giữ sức khỏe, sáng xỉn chiều say tối sần sần thì cái túi tinh trùng ở trong đó nó cũng xỉn hết luôn. Nó không biết đường nào để nó đầu thai. Đó, cho nên cái đạo đức và gìn giữ sức khỏe nó không có, quay lại ngược vào cái năm Canh Tý. Dạ, xin phép thầy để Mộng Lan xin thưa cái này là có quý khán thính giả mà không có con đó, quý vị đến và rất là buồn kể cho thầy nghe những cái chuyện mà quý vị cô đơn này kia, nhưng mà thật sự mà nói đó, mỗi người chúng ta có một cái số mệnh, và có nhiều khi có những người có con đàn cháu đóng nhưng mà rất nhức đầu và khóc cả ngày cả đêm vì con cái hư đốn, là vì con cái không nghe lời mình, con cái bỏ nhà ra đi rồi hút sách này, nghiện ngập này kia. Còn có quý vị mà không có con á thì đúng là cô quạnh thật, nhưng mà thưa với quý khán thính giả là con nít ở bên này đó khó dạy lắm quý vị. Thật ra quý vị cũng đừng có buồn, không phải là Mộng Lan an ủi quý vị, nhưng mà thật sự mà nói đó, có nhiều khi có gia đình bên này, có con cái bên này nó nhiêu khê vô cùng luôn. Thật ra quý vị đừng có buồn, quý vị thắc mắc gì quý vị đến với lại Chim Tinh Gia, địa lý Gia Lê Tấn Đạt Sovaggio, thầy sẽ rút cho quý vị một lá số tử vi, quý vị sẽ biết ngay cuộc đời quý vị như thế nào. Cái số điện thoại để quý vị gọi nếu quý vị ở trong Hoa Kỳ là 714-909-4322, 714-909-4322. Nếu quý vị ở những cái quốc gia khác, đặc biệt là ở Việt Nam, thầy có thể xem cho quý vị ở Việt Nam, ở bên Úc, bên Ý Đại Lợi, bên Đức, khắp nơi trên thế giới, Canada, thì quý vị có thể email cho thầy. Và khi email, quý vị nhớ cho Mộng Lan biết quý vị tên gì, quý vị là nam hay nữ, quý vị ở đâu, ở quốc gia nào. Cái email của thầy là dattấnle1969@yahoo.com, 1969@yahoo.com. Xin mời thầy nói về năm Canh Tý ạ. Dạ, vào năm Canh Tý năm nay có cô có thể muốn mở đề tài cho cái tuổi nào hơn xấu. Dạ thưa, năm Canh Tý thì cái tuổi nào mình phải coi chừng thưa thầy, năm Canh Tý tốt cho tuổi nào và xấu cho tuổi nào thưa thầy? Đây. Thưa quý vị, đây là tôi nói một cách tổng quát. Dạ, tổng quát thôi. 50-50. Đó, tổng quát hết cho toàn vũ trụ ở trên cái quả địa cầu này. Vào năm Canh Tý là năm lôi thủy giải, là cái năm coi như là phải cần giải quyết mọi vấn đề đó. Nếu ai mà là tuổi Tý, bất cứ tuổi Tý nào nha, thì nó ăn ở trong một cái thế gọi rằng là thuần khảm. Thuần khảm là giam cầm, khổ tận cam lai, phải chịu sự cực khổ. Cái giây phút cuối cùng thì mới hành thông. Đó là người tuổi Tý nha. Nhưng mỗi một người có cái khổ khác nhau.
có cái hột sòn bán không được đã khổ rồi quý vị. Trời ơi. Có cái hột sòn 7,5 carat mà bắt đầu bán nó ém giá mình đó, hoặc là nói hột sòn này chắc là không có giấy phát tuya, không có giấy bảo chứng, chắc có lẽ tôi mua lại nửa giá là thấy mình đã khổ rồi đó. May là đã có hột sòn đó nha. Có của khổ theo giữ của. Dạ, yeah, là đã một cái khổ rồi. Đó, rồi bắt đầu có cái hột sòn bán được giá, coi như bán giá gấp đôi luôn, cũng vẫn khổ. Đứng đây không biết có ăn cướp không ta, đứng đây không biết có du đảng nó giận không ta, cũng khổ, thấy chưa? Yeah. Là cái khổ thứ hai rồi đó. Yeah. Rồi cái khổ thứ ba, cọc tiền mang về tới nhà vẫn khổ. Trời ơi, lì xì bà nội, ông ngoại, kêu bằng bà cố, cháu chắc gì. Bắt đầu là coi như lòng tông cá chốt đó rỉa, cũng khổ, thấy không? Đó là may là trong một cái hên đó mà là đã khổ rồi, chứ đừng có nói chi nha. Đó là những người tuổi Tý. Còn nói đến, trong cái năm Canh Tý, nếu ai mà là tuổi Sửu, tuổi Dần, ăn ở trong một cái thế gọi rằng là bất năng tiến giả, đi vô ra nước ngoài giấy tờ dễ bị delay và trục trặc, thi quốc tịch dễ bị rớt. Đó, mua bán nhà cửa hồ sơ tất cả những gì dễ có những sự đình trệ và lỗ lã. Còn nếu ai mà là tuổi Mão, bất kể nam nữ già trẻ bé lớn, nó nằm ở trong một cái thế thủy lôi truân, muốn làm một cái điều gì đó rất là gian truân vô cùng, giống như mới vừa đậu thai một đứa con phải hết sức cẩn thận, kẻo không là nó sẽ sảy thai. Bởi vì cái thời truân là lập hầu, muốn mà khai hầu lập quốc đó là phải hội họp anh em quần thần nó mới trở thành rúp được. Nó gian truân lắm. Nếu ai mà là tuổi Mão, bất cứ nam nữ già trẻ bé lớn. Nếu ai mà là tuổi Thìn và tuổi Tỵ trong năm Canh Tý thì nó ăn cái thế thủy phong tĩnh. Đó, con người phải lo chỉnh đốn tu học. À, bất cứ ở tôn giáo nào phải lo tu học, bất cứ ở cái ngành nghề gì thì phải lo tu học, ăn học, phải đào thải hết tất cả các cái thoái hóa, tánh hư thật xấu, coi như là cũ kỹ, tội lỗi, mầm mỏng, coi như cũ rích xa xưa của mình. Hồi thời ông Joseph ép ông Juda đẻ ra ông đậu hột nó tàn trữ ở trong mình á, mình nên thanh lọc lại với chính mình thì mình mới được sự cứu rỗi của bề trên, mình mới có được chén cơm. Đó, còn nếu không, nếu mà có được mì gói ăn đó là phước rồi đó. Đó là cái tuổi Thìn và cái tuổi Tỵ. Nhưng mà thưa thầy, là thầy cũng hay nói với Mộng Lan là những người mà tuổi Tý mà gặp những người tuổi Thìn và tuổi Tỵ đó, thì là hai cái người mà tuổi Thìn và tuổi Tỵ đó là họ lợi dụng đến mức tối đa, đến như một cái miếng chanh mà không còn nước nữa, họ dục thùng rác. Thế thì tại sao những cái người tuổi Thìn với lại tuổi Tỵ trong cái năm Canh Tý không nhờ vào cái năm Canh Tý để mà mình phát triển thầy? Cái năm Canh Tý nó đại diện cho cái người tuổi Tý để mà phò trợ cho cái tuổi Thìn. Yeah. Đây, nếu mà cái tuổi Tý đó mà gặp cái tuổi Thìn và tuổi Tỵ đó thì nó ăn cái thế gọi rằng là phong thủy hoáng. Hoáng đó là nó chỉ có lợi về văn thơ. Quý vị hãy nhìn cái biển hoặc là cái hồ, khi mà đang im lặng như một cái nền, phong nó đi ở trên, bắt đầu nó đi nhẹ thì sóng lăn tăn nhỏ. Đó, cho nên đó, nếu mà muốn trở thành âm nhạc, trưởng thành tất cả những gì, nếu mà nó đi mạnh thì sóng nó lên cao. Đó, văn tự của chúng ta viết hôm nay tất cả các nét chữ lên xuống là lấy ở trong cái quẻ phong thủy hoán ra, con người của chúng ta mới có văn tự để mà viết. Yeah. Mới có âm nhạc nốt đồ re mi la fa sol la si do, re mi fa sol la si do re. Đó là do nơi ở trong cái phong thủy hoán. Nhưng cái người tuổi Tý mà đang hên, đang trúng số luôn, mà gặp cái người tuổi Thìn và tuổi Tỵ nó cũng hoán luôn. Hoán là đổi, nó vô quốc tịch Ma Róc liền. Là móc ra. Là móc ra đó. Để mà cho cái người tuổi Tỵ và tuổi Thìn, nuôi cho họ ăn học thành tài, nuôi cho họ ngập mày ngập mặt, rồi bắt đầu họ phản một cách vô lối luôn. Nó là như vậy đó. Nó xài cái người tuổi Tý xong rồi nó dắt chanh á, người ta bỏ vỏ cái này, nó không bỏ vỏ, nó lấy cái vỏ đó bắt đầu là nó đem đi, nó ngào đường, bắt đầu nó đem ra nó xài tiếp tục đó, coi như là nó lợi dụng tận ống chí đấy. Đó. Cho nên những người tuổi Tý không nên có người phối ngẫu là tuổi Thìn hay là tuổi Tỵ. Đúng. Phải không thưa thầy? Đúng. Nếu mà chúng ta có thể giúp được, nếu Đúng. Mà chúng ta có thể làm được cái chuyện đó. Dạ. Yeah. Còn nếu chấp nhận lấy nhau thì người tuổi Tý phải chịu ngậm đắng nuốt cay và phải hy sinh cho cái người tuổi Thìn và tuổi Tỵ, thì đừng đấu thừa tại sao tôi khổ quá. Nha. Bất cứ cái Tý nào mà gặp với lại cái Thìn nào và cái Tỵ nào, tuổi Tý cũng đều lờ ô lô hỏi lỗ hết trơn hết trọi á. Nó là như vậy nha. Đau khổ lắm quý vị nha. Còn nếu mà trong cái năm Canh Tý mà bắt đầu ai mà là tuổi Thìn và là tuổi Tỵ thì ăn cái thế thủy phong tĩnh. Tĩnh là cái giếng múc nước là sẽ có nước xài, múc nước là sẽ có nước xài, càng múc càng có. Nhưng tĩnh là để dành dưỡng hiền,
vua trọng dụng hiền tài. Ok, bây giờ mình nói một cách rất là ngắn gọn đi. À, một anh là đại gia, muốn có một người làm việc trung thành với mình, cho nó đi du học đi. Đó, anh bỏ tiền ra cho em đi du học, ăn học, coi như học bổng hết tất cả mọi sự, ráng học cho giỏi, nhớ về làm việc cho anh nha. Đó, là coi như trọng dụng hiền tài. Đó, mà không lo ăn học, mà cứ lo xì ke ma tí, trai trên gái dưới, tất cả những gì láo khoét, học cái sự bịp bợm mưu sĩ, thì tự chuốc họa vào thân, thì cái giá phải trả về mai sau này. Đó, nó là như vậy. Còn nếu ai mà là tuổi ngọ trong năm Canh Tý, vạn sự hanh thông, cái sự mà hanh thông tốt đẹp á, trong 10 phần là nó tốt đẹp trên 7 phần. Đó, giấy tờ thông suốt, nếu chết cũng chết một cách rất là ngọt nữa, chứ không có mà bắt đầu là ngoe ngoe ngoằn ngoẵn. Đó, nếu mà có chết thì đám ma cũng là tốt đẹp, nó là như vậy. Còn nếu ai mà tuổi Mùi và tuổi Thân sẽ có được coi như là tình yêu thương rất là tốt đẹp, từ tình yêu trai gái cha con, nói chung là tình yêu thương rất là tốt. Nếu ai mà là tuổi Dậu thì coi như trong năm Canh Tý xài tiền phải cẩn thận, bởi vì tiền nhiều quá, cho nên á, xài phải biết tiết chế. Đó, mà nếu tiết chế quá thì trở thành, đó là đâm ra coi như hà tiện rồi, trở thành bần tiện. Đó, cho nên mua sắm tất cả những gì phải cho đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời điểm. Ông trời ông sẽ ưu đãi cho người tuổi Dậu, lăn nên làm ra và tiền bạc rất là nhiều. Còn nếu ai mà là tuổi Tuất và tuổi Hợi, nên bớt đi cái ảo, bởi vì nó ăn cái thế đó là thủy thiên nhu. Đó, nó là như vậy. Cảm ơn thầy. Đỗ Minh Dũng đã ra hiệu cho biết là chúng ta không còn giờ nữa, cho nên một lần nữa Mậu Lan đặc biệt cảm ơn đến tất cả quý thân chủ của Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sovaggio ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đã gọi cho thầy, tin tưởng thầy và giới thiệu khách cho thầy. Cái phần mà giới thiệu khách của quý vị cho thầy đó là một cái niềm an ủi rất là lớn và một cái món quà vô báu mà quý vị, vô giá mà quý vị đã cho Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sovaggio. Cái số điện thoại của quý vị gọi nếu quý vị ở Hoa Kỳ là 7149094322, 7149094322. Quý vị ở xa có thể email cho thầy ở cái địa chỉ là dattấnlê1969@yahoo.com. Cũng xin thưa rằng khi mà quý vị email, xin quý vị cho Mậu Lan biết tên của quý vị là gì, quý vị là nam hay nữ và quý vị ở đâu nha quý vị. Đặc biệt là nếu quý vị nào mà cần sửa lại cái phong thủy ở trong căn nhà hoặc là cơ sở thương mại của quý vị, thì Mậu Lan rất hạnh diện giới thiệu đến quý khán thính giả Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sovaggio. Mậu Lan xin thưa rằng đó là thầy coi phong thủy cho một số quý vị ở bên Việt Nam cũng như là ở bên Úc và bên Canada, ở bên Vancouver đó quý vị. Thì sau khi một quý vị sửa lại y hệt những cái gì mà thầy nói đó, quý vị đã làm việc rất là hanh thông rồi, sau đó quý vị gọi cho thầy và quý vị cho thầy biết là thầy ơi, không có cần phải chờ đến 7 ngày đâu, chỉ mới có sửa xong hết tất cả những cái gì mà thầy nói với em á, thì là ngay ngày hôm sau là em đã thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Mậu Lan mong là quý khán giả nào mà cần đến cái vấn đề mà sửa lại cái phong thủy đó, thầy không bao giờ nói quý vị phải đập mái phá tường. Cái mà quý vị cần phải làm mà gọi là major repair đó, có thể thôi là có thể quý vị phải sơn lại cái căn nhà hoặc là cái cơ sở thương mại của quý vị cho nó hợp với lại cái màu của cái tuổi của cái người đứng cái phong thủy đó hoặc là cái người điều hành cái phong thủy đó. Thưa quý vị, một lần nữa thì nếu quý vị cần đến một lá số tử vi trọn đời hoặc là quý vị cần thầy giúp quý vị bói bài bát quái cửu cung dùng dịch lý để mà bói, hoặc là tướng pháp, hoặc là chỉ tay, hoặc là quý vị bốc dịch, quý vị có những cái câu hỏi nên hay không nên làm một cái chuyện gì đó, một cái chuyện gì đó quý vị ra tòa có thắng hay là không thắng, thì quý vị có thể đến bốc dịch với thầy. Ở xa cũng có thể bốc dịch được, quý vị có thể gọi cho thầy và hẹn ở số là 7149094322, 7149094322. Cảm ơn thầy thật nhiều và chúc thầy nhiều sức khỏe. Thưa thầy, cảm ơn cô Mộng Lan, cảm ơn tất cả quý cụ ông bà anh chị em đang lắng xem và theo dõi chúng ta gặp nhau trong một cái sự, nếu ai có duyên thì cứ mạnh dạn gặp tôi sẵn sàng coi như là giải đáp. Mà hãy thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Nhưng hôm nay sướng có một cái là mình xem qua mạng, giống như mình đến với nhau ở bên cạnh. Coi như có những người Hà Nội đông lắm. Yeah. Hà Nội, miền Tây, chúng ta đông lắm kể không hết. Cam Ranh rồi nha. Miền Trung đủ hết á. Cảm ơn quý khán giả thật nhiều. Và hẹn quý vị trong chương trình Siêu Âm Tướng Pháp kỳ tới. Phong thủy là một học thuyết có nguồn gốc từ thời cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến vận mệnh, phúc họa của đời người. Muốn cho mái ấm của quý vị có nhiều tiếng cười, mọi người sống trong hạnh phúc, bình an. Muốn cơ sở thương mại của quý vị có đông khách hàng, khách vào lúc nào cũng vui vẻ, hài lòng và sẽ trở lại. Xin gọi Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt để thầy đến nhuận sắc lại phong thủy cho quý vị với một giá cả thật phải chăng. 7149094322.
Đời người là một cuộc hành trình biết bao hạnh phúc, sung sướng, khổ đau, thành công và thất bại, đôi khi làm chúng ta chán nản với cuộc sống hiện tại vì không có câu giải đáp để chúng ta có đủ can đảm tiến bước. Mộng Lan xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy lúc 12 tuổi, chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, bói bài, bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt trong cùng ngày ở số 714-909-4322, 909-4322.